Em chào các bác và các anh chị em đam mê hoa lan trên cả nước. Em tên là Jill. Hôm nay là ngày 8 tháng 11 2020, thì em có mục đích làm đây là làm lung tu xuân để bán cho các bác siêu tần hay là nở hoa chơi tiếp nha các bác nhé. Và hình số 3 đây là một hình lụa vàng đúng một cây thôi và hai cây kim đẹp. Và em bắt đầu hình số 1 đây là em mới đi khai thác hay là đi lấy rừng chuyên dân sinh về nhé. Đây là lung tu xuân nhé. Hình số 1 đây là hình con kiếm thôi, em bán theo đâm thì em sẽ đến cho các bác xem có mấy con nhé. Đấy, một con nù rất là đẹp, một con, hai, ba, hai mần tơ, ba, bốn, năm, này có một cái cổ này, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 đây này, 15 16 17 18 18 cái này là ý thảo nhé. Đấy, 18 cái này là ý thảo là 19 đây. Hình số 1 đây này em bán là 120.000 nhé, là con kiếm lông tu 120.000. con kiếm lông tu này rất là nù nhé, rất là đẹp. Đấy, 120.000. Anh chị em nào chốt liên hệ với em này là hình số 1 nha các bác nhé. Tiếp theo là hình số 2 này là những cây dề to nhé các bác nhé. Đấy, mộc dề có hai thân. Hình này thì nó hơi bị dần lá nha các bác nhé. Đấy, dù sao nó phải xuống lá nó mới nở hoa mà các bác ơi. Đấy, một cây, hai cây, cái này rất là to dày. Cái ngọn này không biết con sau hay là con gì nó ăn đi rồi, nhưng mà cái vết sẹo này nó cũ lâu rồi, lâu lắm rồi. Đấy, hai dề rồi nhé các bác nhé, hai dề, ba dề, bốn dề, năm dề, lá rất là đẹp, dề, sáu này, thân này rất là dày, phải được 40 cm luôn, nó bị giờ lá nhá, bảy này, tám này, cái tám này có 4 mần tơ nhá, đấy. 1, 2, 3, 3, 4 mần tơ luôn. Đấy, 4 mần tơ luôn nha các bác nha. Đấy, 9 nha, thân nù. Đấy, 9, 10. Cái 10 này nó bị đầu ngọn này, hôm qua thì anh lấy về thì nó bị gãy cái đầu ngọn này. Nhưng mà không sao, đoạn này có thể nở hoa nhé. 10 cây rồi nhé các bác nhé. 11, thân rất là đẹp. 11, 12 cây cho hình số 2 này. 12 cây cho hình số 2 này. Có 12 cây dài được 40 cm và 30-20 cm gì đó. Thì hình này em bán là 150.000 nhé. Anh chị em nào chốt thì liên hệ với em. Nếu anh chị em nào mua cả hai hình này thì em bán là 230.000 thôi. Đấy, nhưng mà hình số 1 là 120.000 rồi. À, hình số 2 này là 150.000 nữa. Đấy, mua lẻ thì em bán thế này thôi. Đấy, đây là hình lung tu xuân nhé các bác nha. Tiếp theo là đây là một cây lúa vàng và thân rất là đẹp. Đấy, cây này rất là to, thân cá khá là nù luôn. Đúng một cây thôi. Và có 9 cái cổ đây. Đấy, 9 cái cổ. Đấy, đây này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cái quả nhé các bác nha. Và 4 mần tơ, năm nay nó có thể cho được 4 thân tơ này, có thể cho được hoa hết. Đấy, 1 thân hoa đây này, 2 thân hoa đây này, 3 thân hoa, 4 thân hoa đây này. Đấy, có thể là hoa 4 thân hoa này rất là đẹp, trong một giỏ rất là đẹp luôn. Đấy, và có 2 cây kinh điệt, cây kinh điệt này. Cây kinh điệt có khá là nù luôn các bác nhé. Đấy, 1 rè, 1 thân nù, hai này, nó cứ là nù luôn. Đấy,
hai cái cây kinh điển này và một cây lũ vàng này em bán là 100.000, anh chị nói chốt liên hệ nhé. Rồi em hôm nay thì anh chỉ có 3 hình thôi nhé. Em xin chào các bác và các anh chị đam mê hoa lan nhé. Anh chị nào ưng hình nào thì liên hệ với em. Và những cây lũ vàng này thì anh đi lấy thì nó ở trong cây cao lắm thì em không lấy được, chỉ lấy đúng mùa rể thôi. Anh chị nào thích mua lũ vàng thì em sẽ lấy đinh về đúng đinh về leo cái cây to mới lấy được nhiều nhé các bác nhé. Rồi em chào các bác và anh chị đam mê hoa lan trên cả nước nhé.